Mi, cái máy của bà có mấy cái cam? Một, sao vậy? Mở lên. Chi vậy? Tôi với bà chơi siêu trí tuệ quận 11, coi đứa nào giỏi hơn nè. Siêu trí tuệ quận 11? Là cái gì vậy má? Bây giờ like lên, tôi bà nhìn nhau kiểu đưa ra câu hỏi trong vòng 5 giây phải trả lời liền. Cam hả? Lấy cái cam sẽ lép liền, lấy cái cam sẽ lép liền. Nhưng mà câu hỏi ở đâu ra? Thì tôi với bà vận dụng gọi là cái trí tuệ gọi là 12 năm đèn sách, hỏi nhau là người kia phải trả lời. À vậy là mình, vậy mình đặt cái tên đó là ai thông minh hơn học sinh lớp 7 đi. Nói vậy kiếm buồn sao? Cái như cái, như cái tên trò chơi á. Rồi tôi đưa câu hỏi trước nha. Ừ. Đố bà Quang Trung, Nguyễn Huệ là mấy người? Một người. À lộn. Thôi cái câu gì? Lê Lai với Lê Lợi có phải là anh em không? Cái gì Lê Lai với Lê Lợi có phải là anh em không? Ừ, không đọc chán nha, không đọc chán nha. Ủa, cái này là sự, cái này là sự đúng không? Đúng rồi. Không đọc chán nha, ơi, con mắt phải nhìn vô cam nè, con mắt phải nhìn vô cam nè. Lê Lai với Lê Lợi hả? Má. Chết rồi. Lai với Lê Lợi là ai vậy? Không có chút ký ức nào luôn. Lòi cái liền làm gì mà 12/12 được. Lê Lai với Lê Lợi không nhớ ai luôn á. Hết giờ. Tới tôi hỏi. Rồi. 1-0 nha. Âm vô cực với dương vô cực là gì? Âm vô cực với dương vô cực là từ. À, câu này là tôi biết, tôi nhớ mang máng. Cầu nguyện hả? Nó có nghĩa là câu hỏi mà cầu nguyện hả? Là có nghĩa là vô định. Vô định? Đúng rồi, đúng không? Miền cực lạc hả? Miền cực lạc hả? Rồi, đúng rồi. Đáp án là gì? Đáp án là gì mày? Là nó là vô cùng, nó là tận cùng, nó không có số. Vô cực với lại vô gì? Âm vô cực với dương vô cực. Ok, rồi tới tôi đúng không? Cái đó là đúng mà. Tác giả của chiếc thuyền xa khơi tên gì? Chiếc thuyền xa khơi? Chiếc thuyền ngoài xa. Tự thua, thuyền ngoài xa. Luôn đi. Chiếc thuyền ngoài xa chứ. Thôi thôi, tự thua đi, không có được dạ, như vậy. Lộn. Chiếc thuyền xa khơi. Lộn. Mà đợt thi cái bài này mà quên. Bây giờ tôi trả lời đi rồi. Hiểu con học tới đâu thua. Ê lộn ơi, quên. Hiểu con hỏi là được rồi, trả lời đi. Là ông hỏi tôi là cái bài mới vừa cho lớp 12 thi đúng không? Đúng rồi. Là chiếc thuyền ngoài xa đúng không? Giả là ai đúng không? Nguyễn Minh Châu. Thôi mới nhìn chán rồi. Cái che lại luôn á. Thôi nhìn rồi mới chán. Thôi con này hủy. Tại vì hồi sáng có người ấy là sáng thấy trên New Fit rồi. Thôi bây giờ hỏi. Bây giờ bà nhìn là hỏi câu hỏi khác. Câu hỏi rồi, khác nè. Ok. Trong vòng 5 giây nha, câu này là rất là thân quen với bài trong vòng 5 giây nha. Rồi. À, nhìn nè, không nhìn chán nha. Anh Trung hiện tại đang bao nhiêu tuổi? 40. Đấy, 34. Gì vậy? Ủa, 34. Trời ơi là trời. Bà cho ống dài chứ. Sai rồi. Chứ nhiều. Anh Trung tu 18, trẻ như trai 18, dồi dào sức khỏe. Cái mặt vậy trai 18, khùng hả má? Ý mà nói dạ. Nói đúng là đúng sự thật. Nói đúng ra là 33 tuổi nhưng mà nhìn á thì cứ tưởng như trai 18 chứ không phải là 34. 21 nha. 33 nhưng mà tính tuổi chùa luôn, tính tuổi trong bụng luôn, tính tuổi người đạo Phật là 34. Ai đâu tính kiểu đó vậy anh em, đúng không? 33 rồi. Tính đúng là sinh năm 89. Vẫn được. 89 22 trừ 89. Nhưng mà dù gì kết quả của chị cũng sai mà chị em đi. 34 là sai rồi. Là 33 mà. Vẫn được tính mà, vẫn được mà, đúng mà. Từ cái đó trừ sao ta? Trừ 6-8. 33 mới đúng, 33 mới đúng. 33. Ấy gì?
Đó chị Amy kêu là tính một năm trong trong cái trong bụng nữa. Không tính, tính vậy dạ. Gọi là tính tuổi trong tổ chùa. Đúng rồi, tính. Rồi tính tuổi trong chùa. Mình phải khoa học hả? Đâu ai tính vậy, đạo Phật người ta người đạo Phật người ta tính vậy mà. Tôi cũng đạo Phật ông nè. Ông không phải đạo Phật hả? Tôi cũng đạo Phật nè, tôi tính vậy đâu. Là ông 27 á. Chùa nào tính cho bà vậy? Chùa nào tính quá không vậy? Tính cái sinh nhật đúng rồi. Rồi. Tới tôi. Rồi rồi. Cái vậy câu này quề nha, câu này nó kiểu nó mông lung quá thì mình cho là quề đi. Một... Ok, một điều rồi bây giờ hỏi ông nè. Lá ngón là cái gì? Lá ngón là cái lá mà chúng ta ăn vô sẽ gọi là mất mạng. Không nên thử qua dù chỉ một lần. Ghê nhở. Ghê. Rồi. Có câu nào khó hơn không ta? Rồi hỏi đi. Rồi. Được rồi nha. Một câu hỏi gọi là khoa học một xíu. Thì học kìa. 3 giờ hóa chị mấy? 3 giờ hả? Ừ. 3 giờ đúng không? Đúng rồi. Ơi ơi. Ơi. Cái câu nè. 3 giờ hả? Không biết. Không có hóa chị ơi. 3-1 nha. 3-1. Rồi. Nhìn thẳng vô camera. Acid hóa trị mấy? Acid hóa trị. Acid hóa trị 1. Công thức của acid á. Mà ê, nhìn cái gì dữ vậy? Mà acid hóa trị 1 đúng chưa? Ê, đưa câu hỏi mà còn đưa câu hỏi mà còn không biết là acid là cái lồng. Lê acid là lồng lê. Ủa là sao? Tính ra này anh vừa hỏi bao giờ á. Bao giờ thì nó câu trả lời nó như vậy đó. Thì nó đâu có hóa trị đâu. Ủa vậy hả? Nhưng anh cái này anh biết nhưng mà anh, nhưng mà anh cố tình trả lời là Emmy không biết nè. Hãy chưa đưa câu hỏi không biết là Emmy sai rồi. Không phải, không phải. Đặt câu hỏi sai có nghĩa là cái công thức viết ra cái acid là gì á mà đặt câu hỏi sai á. Thì giống tôi nãy đặt câu hỏi giống tôi đúng không? Vậy do tụi mình không phải là tụi mình không biết mà là cái câu hỏi đặt ra sai. Vậy bỏ qua ha, bỏ qua cái này đi. Cách hỏi mình sai rồi. Rồi là Huề vẫn rồi, Huề vẫn đi. Đó đi. Từ tôi đang suy nghĩ khoa học đó. Bậc 2 của 8, hỏi đi. Cái đó sợ khó cho em My quá. Nói về toán học sợ em My chịu không nổi á. Cứ nói đi. Bây giờ khoa học đi thì cá voi là loài động vật có vú hay không? Cá voi hả? Cá voi có vú. Đúng không? Đúng không? Cá voi là động vật có vú hay không? Chưa có nhìn luôn á nha. Ơi, con mắt đã vú. Con mắt đã hơi nhiều ý là bây giờ. Không có nhìn. Có hay không thôi. Có vú. Có vú nói nãy giờ luôn. Nó vừa hỏi là nói có vú liền. Ba chán không mà thấy mắt đảo liên tục luôn á. Ông Hề nhìn chát luôn. Trời ơi, rồi. Có là ok, cho là có đi. Rồi. 3-2. Rồi, có bao nhiêu hành đẳng thức đáng nhớ? 3 hành đẳng thức. Đúng không? Đúng không? À quên. 7. Quên. Đợt 37. Tôi quên. Không có quên là bao nhiêu rồi? 4-2. Ba đều mà. Ba đều. Mình cho cái hành động của mình nữa Ly ơi. Bây giờ nè, đó tới tôi đúng không? Tới tôi. Mình gạt qua chuyện cũ nè. Căn bậc 2. Căn bậc 2 của 7. Sao? Anh nói anh chính mạng. Căn bậc 2 làm sao? Từ nãy mà tôi hỏi gì? Từ. Ê, hỏi là phải biết câu trả lời. Ok, hỏi là phải biết câu trả lời. Hỏi là phải biết. Ừ, không biết câu trả lời mà cũng hỏi. Rồi, thôi mày bỏ qua đó đi, câu khác. Suy nghĩ lâu quá vậy. Tại sao lão Hạt lại bán cậu vàng? Tại sao lão Hạt bán cậu vàng hả? Không nhớ, hình như là do đói quá. Đói quá. Thì đói quá, không có tiền ăn á.
Đúng rồi, đúng rồi nè. Ủa đúng không? Đúng rồi. Đúng hả? Ủa đúng rồi. Ok đúng rồi. Nhớ mà. Kiểu. Thì đói quá không có gì ăn đi. Phải mang lão cậu vàng thôi. Trời ơi, cho là đúng đi. Không có đủ sức nuôi á. Cho là đúng. Ồ cho là đúng, đúng nè. Đúng mà chứ cho là đúng. Ừ vậy đúng, đúng. Vậy đúng. 43. Rồi. Việt Nam có bao nhiêu tỉnh thành? Dễ 5, trời. 4 3 2 64 tỉnh thành. Ôi trời ơi. Trời ơi, tôi cho bạn đến tới một tôi trả lời cũng được nữa. Đúng chưa, đúng chưa, đúng chưa. 63 tỉnh thành má ơi. 63, đủ đồng kinh chết, đồng số 4, nó đội quần. Rồi, nhắm sao 4 rồi. Bao nhiêu vậy? Nào nhắm sao 4 vậy? Ờ, 53 rồi, 53 53 rồi đó nha. Rồi, 53. Ôi, 64 đúng rồi mà. 64 đúng rồi mà. 64 là... Này, 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 chết ba liền, chết ba liền. Việt... 53. À, 63. Việt Nam mình có bao nhiêu tỉnh thành? Tỉnh thành trước đây số lượng tỉnh thành là 64 tỉnh. Thấy chưa? Thấy chưa? Là bây giờ là cuối cùng bây giờ là nó là 63 mà. Vậy hả? À trời ơi, Hà Tây sáng nhập vào Hà Nội. Đợt đó tôi nhớ 64 mà tôi không có đọc cái tin tức mà Hà Tây sáng nhập vô Hà Nội. Vậy cái này là cũng là lỗi mà đúng không? Nobel không nói đâu, là ông không biết á. Không có Nobel đâu, ông không biết, ông đọc kinh chết. Trời ơi, 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 ơi. Thành phố nào được cho là kỳ quan của được UNESCO công nhận? Ôi, ôi, look at me. Thành phố nào hả? Đúng. Look at me hả? Ừ. Được, thành phố nào được cho là kỳ quan? Đúng. Nam. Việt Nam mình hay là tất cả? Việt Nam mình thôi. 5 4 Hà Nội thì phải á. Là Vịnh Hạ Long. Có, vậy hả? Có ai gọi là thành phố Hà Nội đâu chị. Người ta là thủ đô Hà Nội mà. Ôi vậy hả? Ở bên này có ai nhắc bài không ta? Để coi Emmy có ai nhắc bài không? Thấy chưa? Trời ơi, người ta nhắc bài Hạ Long quá trời luôn kìa. Vậy là Emmy fail like nha, fail like không đọc chat. Rồi, tới tôi nha. Rồi. Vợ chồng A Phủ, bài văn vợ chồng A Phủ là nói về cái gì? Ý là như kiểu là cái nội dung muốn truyền tải là cái gì? Vợ chồng A Phủ hả? Nói về một cặp vợ chồng gọi là vượt qua biết bao nhiêu sóng gió để được ở bên nhau. Đúng chưa, đúng chưa? Vậy giờ bà trả lời tôi, bà trả lời tôi chứ. Vợ chồng A Phủ nói về. Nói về ý nghĩa gì? Ê, không nhìn chat đọc nha. Rồi, không nhìn chat. Rồi. Hình như là vợ chồng A Phủ hình nói là cái chuyện tình mà như kiểu là thời xưa mà trong cái thời điểm mà nghèo đói này nọ. cuộc sống nghèo đói hoặc là phong kiến hồi xưa á. Hình như làm nô lệ này nọ tùm lum la đó. Phải không anh em? Ngu như nhau. Sai rồi, sai rồi. Đây, cái câu đưa câu hỏi con biết là tôi được tính điểm đúng không? 6 năm nha. Ủa? Đúng rồi, ấy là Nè gì ta? Ơi. Rồi nè. Ý nghĩa của tác phẩm Vợ chồng A Phủ nói lên nỗi bất hạnh của người dân trong xã hội lúc bấy giờ trước sự áp bức bóc lột của chế độ thực dân phong kiến. Tác giả đã khắc họa cuộc sống cũng như tình cảm khát vọng được tự do. Thì đó, hai vợ chồng là tôi hồi nãy tôi trả lời là hai chồng là rồi nãy tôi trả lời gì mày? Ông nói là hai vợ chồng
yêu nhau cùng nhau vượt qua khó khăn, còn tôi trả lời là cuộc sống thì, thời khác. Xưa nghèo đói thì, khổ làm nô lệ. Ý tôi cũng đúng mà, ý tôi cũng đúng. Không, cái ý của Ly là sai rồi, cái ý của Ly là tình yêu và ngôn tình rồi. Còn cái này là của tôi là cuộc sống nô lệ, lần này kia. Thì hai vợ chồng là vì thương nhau vượt qua. Mỹ là vợ của A Dữ mà. Nè. Mỹ là vợ của A Dữ mà. Vợ chồng A Dữ. Ý là tôi không có nhớ. Tôi không có nhớ từng lời thôi, nhưng mà là cái ý là... tôi là đau là nô lệ nghèo khổ, cuộc sống nô lệ, cuộc sống nghèo khổ hồi xưa thời phong kiến. Dạ ta. Mày rồi. Hỏi ngược lại, hỏi mấy câu khó lên. Rồi ok, bây giờ tới tới tôi. Bao nhiêu tao kết quả là 7 năm đúng không? 7 năm đúng không? Ừ. Mà ở đây đủ 2 điểm hả ta? Chuyện kinh... chiêu hả má? Chuyện chiêu hả? Bạn bác C tôi hỏi giùm vậy. Rồi. Cái tên Việt Nam mình trước đó đã có mấy tên gọi rồi? Việt Nam mình trước đó đã có mấy tên gọi từ rồi đúng không? Từ lịch sử tới giờ luôn á. Ờ... Đại Nam à. Ông ta Đại Nam. Cái gì ta? Lu đúng rồi nè. Nhiều lắm em My ơi. Thời làm gì có Đại Nam. Nhiều lắm. Giờ sai rồi. Ừ. Đại Nam đấy là Đại Nam nhà có Đại Nam nha. Nè nè có. Đấy là có trong một thời điểm trên đó nha. Ý là không có nhớ được hết nhưng mà có những cái tên như vậy. Rồi đâu rồi bà trả lời hứa ơi. Không trả lời được rất nhiều. Thì được bao nhiêu? Ít nhất là 3 tên đi. Không nhìn nha. Rồi. Đại Việt. Đại Nam. Việt Nam. Đại ngu. Đại cô Việt. Đây, giống như nhìn cháu thôi vậy ta. Đúng không có nhìn. Thì đúng, đúng, nhưng mà có nhìn đúng không? Không có nhìn. Ủa cái đó ai chả biết mấy cái tên đó. Giận quá à. Cái tên đó không cần nhìn. Chắc là phải nhờ Ba Tu hoặc là bé Như hoặc Nghiện Trưởng đưa câu hỏi rồi Tu bà trả lời cho nó công bằng nhất quá. Người đặt câu hỏi có thể search Google. Đúng đó, đúng. Chứ giờ hai đứa mình không search Google là không có biết hỏi. Rồi vậy giờ Ba Tu một câu, bé Như một câu, rồi Nghiện Trưởng Quen Thi người câu, cứ người câu lặp đi lặp lại đi. Đủ chủ đề luôn. Rồi ok. Ok go. Vậy cho công bằng. Vậy bây giờ khoan, bây giờ ai thắng là chung cho người kia 500. Chơi uy tín nha. Ai thắng là chung người kia 500 hả? Thì uy tín. Ủa ai thắng chung cho người kia 500 hả? Người kia chung chứ. Ai thua là chung người kia 500. Ấy là cho nó, ấy là nó như là một cái giải thưởng, hiểu không? Rồi, năm sĩ nha. Bây giờ chơi lại kết quả. Mình chơi. Chơi lại từ đầu đúng không? Từ đầu và không, ý là mình giao ra luôn là bao nhiêu là thắng, không hiểu không? Chứ ai tới trước 10 câu đi. Ai tới trước 10 câu? 10 câu ít lắm á. Bao nhiêu câu thường câu là đi. Thường là đi thi trắc nghiệm là bao nhiêu câu? 55 câu hả? Hơi nhiều, 55 hơi nhiều á. 33 đi, ngày sinh ngày à, cái tuổi hiện tại của anh Trung luôn. Rồi 33 câu. Rồi. Ok. Rồi câu hỏi đầu tiên nha. Rồi. À, chuẩn bị liên quan đến văn học Việt Nam nè. Trong tác phẩm Chí Phèo của nhà văn Nam Cao. Tác phẩm Chí Phèo của nhà văn Nam Cao. Tên gọi đầu tiên của nó là gì? Lại đi phía. Tên gọi đầu tiên của tác phẩm này là gì? Cháo hành. Đúng không? Sai. Trả lời 3 lần. Trả lời 3 lần đi cho dễ. Ê, con bắt đá hơi nhiều nha. Đáng hả? À, không có đá, không đá nè. Rồi nhắm mắt luôn. Yeah. Cháo hành không phải gì thì hủ lạch bà. Chí Phèo. 2 1. Không biết. Cái đồ má sao nhớ được trời. Cho tôi hỏi là câu hỏi được không bạn à? Rồi để tôi nhìn mắt bạn nha. Tác phẩm Chí Phèo Tâm Cao, tên gọi đầu tiên của nó là gì? Chí Thượng Sát hả? Chí Chí quay lấy tên không anh? Chí tưởng sát kìa. Rồi cả hai đều không có điểm trong vòng đầu tiên nha. Rồi ok, tác phẩm này thì
Bạn học lên tới văn chương lớp 11 thì bạn sẽ biết được tác phẩm đầu tiên của nó là Cái Lò Gạch Cũ. Cái Lò Gạch Cũ à? Cái Lò Gạch Cũ. Ừ, văn chương lớp 11. Rồi vậy nha. Dòng đầu tiên hai người không có điểm. Tiếp theo chắc là đến Kali đi. Kali gọi. Mấy giờ luôn? Ok. Để em hỏi về Bác Hồ ha. Chơi luôn em. Em nói là luôn nghe. Em hỏi quê nội của Bác Hồ ở đâu? Cái gì? Quê nội quê... Bác Hồ ở đâu? Nghe. Clear trước đi. Clear trước đây nhường á. Đó tôi đọc ở đó. Tôi xin trả lời là Nghệ An. Đúng không vậy? Đúng không mấy Như? Vậy hả? Không có đọc chán hả? Không, anh y tính mà. Không đọc chết. Vừa đọc cái em vừa trả lời chứ câu hỏi là đọc cái anh trả lời liền luôn. Ok. Rồi, đúng rồi sao? Ai là cháu quen Bác Hồ nè? Biết nữa. 1-0 cho Galia. Ai là cháu quen Bác Hồ nè? Galia biết được trời. Thằng nghiên trưởng đi. Hay quá Lê ơi. Rồi tới đi theo dòng là tới Quang Hy. Đi theo dòng là tới Quang Hy rồi tới nghiên trưởng nè. Em hỏi hai thí sinh của mình là kể tên các nước giáp với Việt Nam. Tôi về lắm á. Tôi trước đúng không? Tôi. Ủa, thôi gọi ok, Lady Fit luôn. Rồi Lady Fit luôn. Lady Fit luôn. Rồi. Thái Lan, Campuchia, Lào. Ấn Độ nữa. Thái Lan. Ủa không có Ấn Độ. Ấn Độ. Rồi. Em đi, thí sinh em đi mất lượt nha. Ấn Độ. Ủa, anh cảm thấy là không đúng không? Ấn Độ ra Ấn Độ rất hay nhưng mà tôi rất tiếc. Có Ấn Độ hả? Rồi. Rồi chơi tới tôi nha. Câu trả lời của tôi là Lào, Thái Lan, Cam, Trung Quốc. Hết. Có thiệt không là không nhìn không vậy? Lào. Hình như là Lia mất lượt luôn rồi. Lia lại thiếu một nữa rồi. Thiếu nữa rồi. Thiếu Campuchia nha. À. Trời ơi. Vẫn đang là 1-0 cho Lia. Chắc thiếu. Tự nhiên em mới nói Thái Lan cái tiệm mình cứ tưởng Thái Lan là đúng chứ. Năm nguyên âm trong tiếng Anh là gì? Cái gì em? Cái gì? Năm nguyên âm trong tiếng Anh là gì? Có được nguyên... để nhớ luôn. Nguyên âm trong tiếng Anh hả? Dạ, năm nguyên âm trong tiếng Anh. Nguyên âm là sao ta? Không có hiểu câu hỏi cho lắm nha. Đừng đọc lộn đồng nguyên ấn. Nguyên âm. Lại đi phía đó mời bà chứ nguyên em ơi. Không biết. Cái này giống như là đi ai là triệu phú quá vậy, nó còn khó hơn tôi tưởng tượng nữa. Ấy là đọc chát thì đâu có tính. Tôi không nhớ thiệt. Chịu rồi, cái này khó rồi. Nguyên âm tiếng Anh ha là E-I-A-O-U á. Tại vì hồi đó nó học người ta kêu là ỉ oải á, mọi người nhớ không? Không. Không nhớ. Không nhớ được luôn á. Dễ. Rồi, đây mà Quang Hy nè. Quang Hy hỏi đi. Em hỏi là công thức tính thể tích của hình hộp chữ nhật. Trời ơi, cái gì vậy trời? Từ tôi ra trường lâu lắm rồi, ban tổ chức ơi, hãy cho những câu hỏi mà nó đời sống. Không công thức, còn hỏi công thức. Sao mà nhớ bác nữa? Không nhớ luôn, không biết luôn á. Thiệt, không nhớ luôn. 10 năm rồi đó. Giờ đưa ba tôi nghiện chữ hình nhiều khi mà chưa biết. Không biết, không nhớ luôn á. Hình chữ nhật thì biết chứ hình hộp chữ nhật là chịu luôn. Thôi vậy em đổi câu khoa học đi nha. Rồi, khoa học đi. Nhớ thì H2 cộng O2 sẽ ra cái gì? H2 cộng O2. H2 cộng O2. Riêng. Tôi trước rồi. Rồi nói đi. Oxy. Đúng không vậy? Mất lượt. Ồ. Rồi tới tôi nha. Tôi nghĩ là H2O nước. Nước. H2O. Đúng vậy. Yes. Một đều.
Oxy, trời ơi trời, oxy. Câu đó dễ nhất ở trong khóa học á. Tháng 2 còn môn 2 gì nữa học. Học khóa lớp 7 đâu không. Cứ hỏi từ lớp 7 đâu về làm ơn nghe mọi người cho nó chơi. Trời ơi, lớp 8 mới học hoa. Ai tôi 10 trên 12 nha. 10 trên 12 mà. Liên tự nhận Liên 10 trên 12 mà. Tôi đánh chính là tại vì cái khoảng thời gian tôi học không được giỏi. Hỏi những câu là đời sống hay là khoa học thiên nhiên nhiều khi tôi sẽ biết. Học là tôi nhận là tôi sẽ hơi thua thiệt với bạn bạn đối diện tôi. Một đều đúng không? Một đều rồi. Ok. Đang nhận chữ ha. Câu hỏi là 8 mũ 2 chia 2 bằng bao nhiêu? Hả? 2. 8 mũ 2 chia 2 đúng không? Rang! Tôi trước rồi, tôi đập quá trời đập luôn. Rồi nói đây, rồi. Bằng 4. Trước đi, đập trước đi. Cái gì? 8 mũ 2 chia 2. 8 mũ 2 chia 2 nhiêu? Bằng 4. Nhiêu? Sai à? Xin mời chia mi à? Sai hả? Ủa là sai đúng không? Sai rồi, anh Lê sai. 8 mũ 2 từ từ để chị tính nha. 8 mũ 2 hình như 8 mũ 2 là 8 nhân 8 đúng không? Không, ta từ từ để 8 nhân 8 nhiêu quên mẹ mà. Trời má. 8 mũ 2 là 8 nhân 8 đúng không? À vậy không biết rồi thua rồi. Thì đúng không? 8 nhân 8 là 8 x 7 là 8 x 5 là 35, 8 x 6 là 42, 8 x 7 là 49 đúng không? 8 x 8 là 5. Ủa sao nó kỳ kỳ, 8 x 8 như tao quên mẹ rồi. 8 x 7 là 49 chị ơi chị. Rồi 8 x 7. 8 là 56. Đúng không? Xong rồi, nói chung là chỉ biết 8 x 2 á là 8 x cho 8. Có nghĩa là 8 mũ 2 là 8 x 8 chia cho 2, nó là 56 chia 2 32. Đúng hay không? Thôi không có nói nhiều. Tôi ép phải trả lời hơi dài, mấy anh tôi chất ơi. Kết quả này tôi nghĩ là nên hòa. Kết quả thì đúng á, nhưng mà cái cách chị giải thích thì nó hơi sai. Ừ, tôi nghĩ là chị này có can thiệp, tôi có mắt của chị đảo hơi nhiều lúc nãy. Chết ba đúng không? Nè, không. Để tôi qua chim của chị chết ba. Tôi hiểu, tôi nhớ là 8 mũ 2 mà là có nghĩa là 8 nhân 8. Trời ơi, chát quá trời chát luôn kìa. Trời ơi. Vậy công nhận kết quả không chụp bài? Giờ lương tâm của chị MB là chị cho phép là chị thắng hay không thôi. Nhưng mà 56 là chị 2 bằng 32. Không, khởi lương tâm chị không cho phép chị thắng hả? Dạ, chị đã chị. Tại vì tôi không chắc chắn về câu trả lời của mình. Tôi phải hỏi là đúng hay không mà. Cho nên là tôi không nhận mình đúng. Nhưng mà kiểu như là tôi nghĩ là 8 của 2 là 8 của 8 mà ta. Cảm ơn quà của mọi người. Rồi, vẫn là một đều nha. Đúng, vẫn là một đều. Rồi, ok. Là dứt khoát luôn, mình đã hỏi lại để mình công nhận kết quả nha. Rồi, câu này dễ nè Liên. Câu này cũng dễ luôn nè em ơi. Rồi, ok, câu hỏi địa lý năm lớp 4. Câu hỏi vô cùng dễ. Tác dụng của ruộng bậc thang để làm gì ngoại trừ yếu tố thực phẩm? Rang. Mệt liền. Là để cân bằng nước. Nước sẽ chảy từng bậc xuống sẽ không có bị ngập úng. Đó gọi là gì? Cụ thể hơn, cân bằng nước là gì? Tôi chỉ nhớ may mắn là công dụng thôi, công dụng của làng công dụng. Thì đó, cái công dụng như tôi nói là đó, bạn tổ chức hết rồi. Cân bằng nước, gần nói đúng. Chung công dụng là cân bằng nước là đâu gần đúng, nào? Gần đúng, cũng chưa đúng nhưng gần đúng rồi. Rồi mời chị Emmy. À, vậy ý là giờ ai trả lời đúng hơn thì cho là người đó đúng nha. Đúng rồi, thì, đúng rồi. Gần đúng, cái vừa đúng, cân bằng nước là ruộng bậc thang, cái tác dụng của ruộng bậc thang là chống sạt lở đất đai. Chính xác, một điểm cho chị Emmy. Chống sạt lở, chống xói mòn, không phải cân bằng nước. 2-1 cho chị Emmy. Tôi cũng có trả lời là chấm ngập úng nước này đâu mà. Không, anh, đó là anh, câu trả lời chốt của anh là cân bằng nước là sai. Người ta là chống sạt lở, chống xói mòn. Đó là chính xác. Hợp lý, 1 điểm cho chị Emmy. Địa lý lớp 4, nắm vững. Rồi, tiếp theo 2-1. Rồi, tiếp theo là một câu hỏi về thế giới động vật. Rồi. Tên ba loài chim có cánh mà không biết bay. Ring.
Ờ, mà anh Ly à? Nói đi. Thứ nhất là chim cánh cụt. Thứ hai là... hết giờ. Thứ hai là con gà. Thứ ba là con vịt. Nó biết bài mà. Đúng, Ly đúng nha. Rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Vịt trời bay được nha. Vịt trời bay được nha. Vịt nói chung, vịt nói chung nha. Thường thì nó di chuyển bằng chân không mà. Bậy bậy nha, vịt bay được nha. Vịt bay mà vậy. Google á, ông Google có hỏi đây. Google câu hỏi là check ba liền. Vịt bay được hay không? Rồi mình check ba cái đi nha. Tôi nhớ vịt bay được nha. Không biết bay có nghĩa là chim cánh cụt, con vẹt, đà điểu, chim kiwi, chim cóc, gà nước. Rồi có gà này nha. Gà nước, đà điểu, không có vịt. Bay vậy tới tôi trả lời đi, Ly trả lời, vậy là Ly trả lời chưa, có nghĩa là... Trời ơi, trả lời, trả lời, nó hết nha tôi. Rồi giờ tới tôi trả lời, có nghĩa là tôi trả lời, nếu mà đúng hơn thì là tôi được điểm, còn không thì thôi. Ok, ok. Tôi, chim cánh cụt. Nhắc à, vẫn Vinh ngoan, Vinh ngang. Không, chim, chim cánh cụt. Chim phụ nữ. Quan dịch nha. Phụ nữ. Chim phụ nữ. Chim phụ nữ. Còn nó đà điểu. Có ba cái rồi đó. Chim phụ nữ đâu nha, tính. Cái đó đố mẹo bà nha, đó là một câu. Bà làm như là đố mẹo quá. Bà làm như bà đố mẹo. Cái đó cũng gọi là bướm mà, đúng không? Bướm, bướm. Tôi bác bỏ, tôi bác bỏ. Bác bỏ nha, cái là dễ quà đúng không? Cái quả vậy, tôi nghĩ là đang quà. Ờ, đã rồi, chỉ nhìn rồi, chỉ nhìn rồi. Không, không, thì thua, ấy là thua, nói thua rồi, mới nhìn mà. Thua, tiêu quy là không gì, tôi, ai biết đâu. Tôi là tôi bác bỏ cái câu chim phụ nữ của chị. Tôi bác bỏ. Ha, không cho mình, ấy là không cho mình chim phụ nữ. Trời mộng. Không được. Dẫn 2-1 nha. Rồi, cái tiếp theo là Nguyễn Trưởng đúng không? Toán thì tới địa lý ha. Ở Đông Nam Á nước nào không giáp biển? Riêng mời Lê à. Đó là Lào. Tèn 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 tèn. Chúc mừng Lê đã có một cái điểm nữa nha. Ghê vậy không? Em mày biết không? Em mày không biết luôn. Ghê ghê. Không biết. Ghê vậy mà Lê không tin luôn á. Hai đều ha. Rồi vậy trời, không nhìn chát thiệt luôn kìa. Trả lời liền đúng không em ơi? Quất cái là làm liền. Rồi rồi rồi. Rồi rồi tới ấy đi, câu hỏi tiếp theo đi. Cũng là địa lý luôn, địa lý lớp 5 thôi. Rất là dễ. Trên trái đất, đại dương nào có diện tích và độ sâu trung bình lớn nhất? Lady Fit mời bạn. Ấn Độ Dương, B Đại Tây Dương, C Thái Bình Dương. Để tôi đọc cho ba đáp án rồi tự chọn. Ê ê con mắt luôn. Tắt mic nói đi gì ơi, mọi người. Cái mic. Ê nghe sếp từ từ, sếp đợi xíu sếp. Không nghe bà nói gì hết đó, không nghe. No nghe. Nói gì hả? Không nghe được. Không ơi mình dùng ngôn ngữ hình thể đi. Trời ơi bà tắt mic trời. Lúc mà ba tu hỏi là tôi nói Thái Bình Dương liền chứ tôi đâu có nhìn chat đâu. Rồi, đúng rồi ba tu. Chính xác, câu trả lời Thái Bình Dương nhưng mà check giùm tôi cái nha mấy bạn kinh doanh là có trả lời trước luôn đó không? Có bị mất mít không? Thái Bình Dương đúng không? Mời bạn giám khảo. Thái Bình Dương liền. Ấy là bạn giám khảo không nghe được. Cảm ơn chẳng nè. Cái đáp án luôn mà. Đúng rồi anh em, đúng không? Cái lúc mà đúng chưa đọc ba cái đáp án có trước rồi. Đúng rồi, cái này có rồi, như vậy là thêm một điểm cho em đi. Hiện tại thì kết quả đang là bao nhiêu rồi với ban giám khảo? 32 đúng không? 32 cưng kèo quá vậy ta. Rồi ok, 32 đồ anh nghe. Chị hãy kể tên cái tỉnh cao nhất trên bản đồ Việt Nam. Lady Fit. Nếu Fit không biết thì để tôi nha. Không biết. Rồi. Không biết. Tỉnh Sapa đúng không ạ? Dạ. Tỉnh Sapa. Giáp với lại Trung Quốc luôn á. Giáp với Trung Quốc luôn á. Không phải hả? Nhưng mà không có tỉnh Sapa nha. Tỉnh Sapa. Ê, sai mà sai lắm luôn á. Sai mà không thể chấp nhận được. Giống như ai đó nói tỉnh Thành phố Hồ Chí Minh.
câu hỏi là không được rõ ràng rồi Quang Thi ơi. Thôi chúng ta hỏi này buồn hủy đi. Chúng ta cho Quang Thi thời gian để lựa chọn câu hỏi. Bây giờ tới nghiện trưởng nãy giờ chắc cũng xem câu hỏi nhiều rồi. Nghiện trưởng thì mới ra nè. Nghiện trưởng hỏi đi. Bây giờ hỏi nhanh gọn lẹ luôn nè. Mẹ của bác Hồ tên gì? Mẹ của bác Hồ tên gì? Khó quá. Em biết không? Em biết. Không biết. Tôi không biết luôn. Không biết thiệt. Cái này chắc chỉ có tra Google mấy anh mới biết. Cả liền. Tôi nghĩ là chỉ có một số ít về gọi là anh em kinh chắc thì mấy anh mới biết thôi á. Rồi. Không biết. Vậy là câu hỏi này có thể là không có nhớ được nhưng mà bây giờ sẽ đổi câu hỏi khác ha. Rồi. Này tự tin về khả năng dịch tiếng Anh của mình. Đi tự tin lắm đúng không? Đúng, tôi tự tin. Rồi. Dạ bây giờ là nói một câu thì một trong hai người sẽ dịch nha. Rồi. Ai dịch đúng là đúng nha. Rồi. Câu là What do you say? Rang. Bạn đang nói cái gì vậy? Đúng. Chào mừng chị em ha. Lẹ dữ ta, bấm nhanh quá tôi biết rồi. Cái câu này đợt tôi biết, tôi có nghe nhạc. Cái bài nhạc mà con cáo đúng không? Đúng không? What did the fox say? Đúng rồi, cái bài đó. Thì cái bài đó câu đó tôi hiểu mà. Nhà em mày nói đúng hả? Rồi, coi lý thua rồi. Rồi, thua 4-2 thôi. Trời ơi, đường dài mới biết ngựa hay. Cho tôi câu hỏi khó mà tôi. Rồi, một câu hỏi khó đúng không? Chắc chưa? Chắc luôn. Dân số phân bố không đồng đều giữa các khu vực trên thế giới là do A. Sự chênh lệch về trình độ và phát triển kinh tế giữa các khu vực. B. Là điều kiện khí hậu tự nhiên ảnh hưởng. C. Là điều kiện thuận lợi cho sự sinh sống và đi lại của con người chi phối. D. Khả năng khắc phục trở ngại của con người khác nhau. Riêng. Nói đi. Câu C đúng không ạ? Đáp án là câu C. Đó là câu trả lời cuối cùng của tôi. Vậy thì tôi xin mời chị Emmy. Câu hỏi đó tôi tạm thời, tôi sẽ tạm thời nốt cái đáp án đó của anh lại ngay đó. Rồi, tới lượt chị Emmy. Không định nhớ mà không nhìn chết nè, Rồi, tôi nghĩ là do là khí hậu. Cái câu mà có chữ khí hậu ở trong á. Khí hậu là câu nào? Đúng không? Câu trả lời chính xác là câu trả lời của anh Lia. Yeah. Câu trả lời hoàn toàn chính xác. Cái đó là gì vậy? Do người... Câu của Lia là gì? Câu của tôi là do người dân gì à? Chính xác. Thì tại là do khí hậu thì nó không phải là quá hợp lý. Do khí hậu nó không phải là quá hợp lý. Cái vấn đề bùng nổ dân số thì nó vẫn thuộc về cái phần trăm đúng là ở anh Lia nhiều hơn. Tại trên này nó ghi là như vậy. Tỷ lệ người chọn câu của anh Lia cao hơn rất là nhiều, số điểm cao nhất. Đấy, dạ chúc mừng anh Lia. Kết quả tỷ số lúc này đã là 4-3. Sao em ơi nói 4-3-4 được rồi, 3-4 đi. Ê đi, tới quan hệ đó. Thôi, câu hỏi về khoa học nha. Ok luôn. Trong phòng thí nghiệm, nếu mà muốn pha loãng axit thì phải đổ nước vào axit hay là axit vào nước? Đổ nước vào axit. Bây giờ tôi trả lời giống chị My thì cũng sẽ gọi là chị My trả lời trước thì tôi xin trả lời ngược lại là axit đổ vào nước. Rồi, vậy là anh Liên có điểm nha. Dễ quá vậy. Dễ mà chị em trả lời nó dễ chị. Không trả lời mà. Đấy là cái sai thôi, Cali trả lời ngược lại thôi. Thì quan trọng là chị có lợi thế là chị trả lời trước. Nếu mà đúng thì tôi trả lời giống chị có điểm đúng chưa? Đúng. Rồi ok luôn. Bốn đều. Trưởng hỏi. Rồi. Wow, có một câu hỏi nữa dành cho Cali và Amy, đó là cách mạng tháng 8 chiến thắng vào năm mấy? Ring. Rồi nói đi. Các bạn tháng 8 chiến thắng vào năm 1965. Sai à? 1968. Vậy à? Sai luôn à. Để tôi cố gắng sửa chổi sai làm của mình Ly ơi. Các bạn tháng 8 chiến thắng vào năm 1945. Đúng không? Tại vì á là tại vì năm 1945 á là năm mà nạn đói rồi tùm lum tùm la đó. Đúng, đó là câu trả lời chính xác dành cho chị Emmy và một điểm dành cho chị Emmy ha. 5-4 thôi. Cali ơi, nhớ cái câu là dục tốc bất đạt nhá. Em hơi bội chứ, em hơi bội. Em biết thì cái này em biết thì mà em hơi bội.
Ok, câu hỏi này liên quan tới một câu hỏi nó không cần phải suy nghĩ quá nhiều nha, suy nghĩ đơn giản cuộc đời thôi. Rồi nhìn thẳng nào mọi người. Ok. Con chó đen người ta gọi là con chó mực. Nghe chưa? Con chó đen người ta gọi là con chó mực. Con chó vàng người ta gọi là con chó phèn. Con chó xanh người ta gọi là con chó đẻ. Con chó đỏ người ta gọi là con chó gì? Chó đỏ người ta gọi là hơn. Ring. Mời anh Liên. Là con chó màu đỏ thôi à? Chính xác. Đơn giản thôi. Đơn giản thôi. Chị Ami phải nhớ một điều là như này, mình có trí tuệ thì mình phải đặt cái vị trí của mình vào cái người không có trí tuệ, người ta trả lời nó chỉ được đến thế thôi, nó lại tự nhiên. Chị Ami, tôi nói chị Ami nghe, chị Ami đừng biến mình thành một người mình đang có một cái suy nghĩ đâu, mình suy nghĩ đơn giản thôi, đôi khi mình phức tạp quá cái tự nhiên mình không nghĩ ra được cái gì hết á, đơn giản như Lia. Hợp lý. Có điểm. Hay gọi là hơn mà. Cái này đố mẹo, đố mẹo, đố mẹo á. Mấy điểm rồi, mấy điểm. Năm đều. Câu đố này nhạy bén hơn đi, tại nãy giờ toán học đồ nghe nó nhức đầu quá. Mình cho mấy câu đố mẹo đi mọi người tìm đố mẹo đi. Anh chị hãy kể tên đúng thứ tự 7 màu của cầu vồng. Nếu mà không đúng thứ tự thì ai kể được 7 màu cũng được điểm nha. Rang. Xanh, đỏ, tím, vàng, cam, hồng, trắng. 7 cái. Tới 8 màu luôn hả? 7 à. Xanh, đỏ, xanh, tím, xanh, vàng, đỏ, tím, cam, hồng, trắng. Cái gì nữa? Lam. Lam trắng. Là tới 8 sai màu luôn hả? Sai. Mà sai hả? Mất lượt rồi. Bác bỏ. Rồi tới tôi đúng chưa? Bà tu đi nốt cơm cái. À. Rồi tới anh Lia. Xanh đỏ, xanh, xanh lá, xanh biển, đỏ, tím, vàng, cam, hồng. Cả hai người đều sai luôn, hình như là không có màu hồng mà. Em nói là 7 màu cơ bản mà. Cay dữ ta. Năm đều à. Đó, hay là chúng ta nên bảo toàn tỷ số ở đây rồi khi khác chúng ta chơi tiếp hả em ơi? Ừ, cái khác cũng dạy đi. Bảo toàn tỷ số. Bảo toàn vẫn là năm đều nha. Chứ giờ chơi là không hồi kết. Chơi là kiểu chúng tôi là phải bổ sung lại kiến thức, kiểu như kiểu tụi tôi chơi game dạo này nhiều quá nên là đủ tiếp thu kiến thức được.